chuẩn bị Kỳ Lân sẽ ra mắt một phiên bản mà đó là phiên bản đầu tiên tại Việt Nam, tổng cộng là gần 1.000 viên kim cương, một chiếc điện thoại Vertu chính hãng, điện thoại thông minh, cấu hình mạnh, dạng thanh nắp gập, điện thoại đời mới nhất của Vertu, một trong những thương hiệu điện thoại xa xỉ bậc nhất hiện nay trên thế giới. Và đây là tình trạng nguyên bản nguyên thủy chiếc điện thoại New mới chính hãng mà Kỳ Lân vừa khui hộp cho một vị khách hàng. Và trên khay này Kỳ Lân đang để sẵn những bộ phận. Bộ phận này là Kỳ Lân đã tháo từ máy ra. Kỳ Lân rất vui và vinh dự chuẩn bị Kỳ Lân sẽ ra mắt một phiên bản mà đó là phiên bản đầu tiên tại Việt Nam. Đầu tiên thì Kỳ Lân cũng vinh dự khi là đơn vị đầu tiên có mặt chiếc điện thoại Vertu Iron Flip cảm ứng nắp gập dạng thanh cấu hình mạnh đầu tiên tại Việt Nam ở Kỳ Lân Luxury rồi. Và bây giờ sắp ra mắt một phiên bản custom cá nhân hóa theo yêu cầu. Những vị khách đó đã yêu cầu Kỳ Lân là: em ơi, Kỳ Lân ơi, hãy custom cá nhân hóa cho anh. Anh muốn ở phần sau này em thay cái phần này cho anh, hai đường viền này luôn và phần dưới này luôn, thay bằng vàng nguyên khối AU750 chuyên chế tác của em đó, và đến cho anh những viên kim cương hoặc xoàn thiên nhiên mà em phải tuyển chọn cho anh. Wow, đó là sở trường của Kỳ Lân rồi. Khi nhận được yêu cầu đó, Kỳ Lân rất là vui, phấn khởi khi được khách hàng tin yêu và ủng hộ cũng như là trải nghiệm sản phẩm của Kỳ Lân. Và một điều may mắn, một điều rất cảm ơn quý khách là nhờ quý khách nữa nên Kỳ Lân sẽ có cơ hội thực hiện ngay phiên bản vàng AU750 và đến những viên kim cương hoặc xoàn thiên nhiên. Rất là vui, rất là vinh dự khi Kỳ Lân sẽ là đơn vị đầu tiên được khách hàng mua và đặt Kỳ Lân custom chế tác là bằng vàng, không những một cái mà nhiều cái. Và Kỳ Lân đang hoàn thiện cho một cái màu da nâu, và sau khi cái màu da nâu xong, Kỳ Lân sẽ hoàn thiện đến phiên bản da đen, da cá đen. Và đương nhiên, tất nhiên đã là vàng và kim cương thì phải có giấy kiểm định Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.